Rồi, hôm nay mình sẽ lên cho anh chị cấu hình mới nhé. Đầu tiên, anh chị sẽ tạo một con bot dò đường. Muốn vào lệnh, anh chị ghi số 0 nhé. Dây vào lệnh để 19 giây, sau đó bấm tiếp theo. Anh chị làm theo mình nhé, chọn phương pháp chỉ đánh giảm. Sau đó bấm vào chữ thêm cấu hình. Bây giờ thì tạo con bot cho chạy nhé. Vốn vào lệnh hôm nay hơi lớn, mình sẽ gấp 7 lệnh, 115 đô. Anh chị cần quản lý vốn, nhỏ, dài, nhắn tin mình gửi nha. Dây vào lệnh là 6 giây, chốt lãi là 15 đô. Sau đó bấm tiếp theo. Anh chị bật chỗ này lên, chú ý, làm theo mình nhé. Bật tín hiệu từ bot có sẵn và chọn tên bot dò đường. Khúc này anh chị ghi theo thông số này nhé. Bắt đầu khi thua liên tiếp, mình ghi số 2. Dừng khi thua liên tiếp, mình ghi số 3. Và chỗ này, ghi 0,2. Tích vào đây, sau đó bấm chữ thêm cấu hình. Và cuối cùng bấm cả hai con cho chạy nhé. Với cấu hình này, anh chị có thể cài thêm phương pháp chỉ đánh tăng được nhé. Đánh cùng lúc được, anh chị nào chưa có bot, liên hệ để được tư vấn và cấp miễn phí nhé. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.